Mở kênh YouTube đi Tuyên ơi, em thấy thằng Sung nó kiếm tiền âm âm như này, em suốt ngày bị nó cắt quần, bị nó dội nước. Hello, À, thằng này mỏi gái gú, thế rồi gái gú cũng được, nếu mà giỏi gái gú thì cố gắng kiếm con của chủ tịch tỉnh như đấy mà tán. Thì đỡ YouTube nó khổ rồi. anh nói quá cho đấy vậy. Thì đúng rồi còn gì nữa, đã giỏi về nghề tán gái thì chơi lên tận con gái chủ tịch tỉnh chứ nào. Có rất nhiều YouTuber phản ánh với mình rằng sau khi tham gia vào Net BBTV, họ nhận thấy CPM của kênh tăng cao hơn bình thường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao lại có hiện tượng này thông qua cuộc trò chuyện với một trong những thần tượng của giới trẻ là Sung Vlogs và Tuyên Tổ. Khi các bạn tìm hiểu và ký hợp đồng tham gia Net BBTV, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo, đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Em chào anh. Rồi. Em có ấy không? Tên đồ này này. Chào Tiên Tô. Em chào anh nhé. Dạo này đẹp trai nhỉ? Anh ở đâu vậy? Anh ở Canada. Mỹ. Mỹ á? Ừ, Canada. Anh sống ở đây ạ. Yên Hello. Phụ. Yên Phong Ninh. Đồ e. Thế còn cái bên này. À, cho dòng thứ nhất đi, xong rồi Yên Yên Phụ dòng ô thứ hai, xong rồi Yên Phong ô thứ ba, xong rồi Bắc Ninh ô thứ tư. À, chỗ sung mà từ đầu nó có đây là mình cứ để ý mà hay là phải chỉnh cái gì không? Không cần đâu, kéo xuống dưới anh xem nào. Còn cái gì đấy gì nữa phải điền nữa. Còn cái chữ ký đi không? Đó, chữ ký ký vào Em ký sung một chữ sung này được không? có cái mốc vàng kia, bấm vào cái mốc vàng được không, bấm vào ký bằng ấy, ký bằng vẽ chữ cho nó dễ đấy, cho nó chuyên nghiệp đấy, vẽ đi. Cái chỗ này cho nó hiện chữ E thành này. Không sao, cái đấy là gọi là viết tắt mà, viết tắt chữ sung mà. Full full name đây mình chỉ ghi xung hay ghi chẳng năm xung hay là ghi xung lập này. Ghi sung được rồi. À, đó cú sai bài, hình như em ký đấy là em biết cái sung đấy rồi à. À đó. Giờ Đây, em em điện bấm vào chữ được. draw, em bấm vào chữ draw. Click vào chữ draw. Rồi, rồi em ký bằng bằng con chuột hay lấy chuột, em vẽ chữ lên. Vẽ chữ ký bình thường của em ký giấy tờ ngoài đời như nào. Đi. Được chưa? Rồi. Rồi. Rồi, người được ủy quyền ký tên cho tổ chức không liên quan, không phải em, không phải là tổ chức, đã có công ty gì chưa? Chưa anh à. Khi nào Người em là có Pháp công là ty? không phải đúng không? À, người giám hộ cần em quá tuổi rồi, già rồi. Rồi, tiếp tiếp kéo xuống dưới xem con ô nào phải điền nào. Điền hết rồi hay sao mà? Hết rồi anh à, chỉ còn thế thôi. Bấm vào finish. Để em nhìn đi nào. Địa chỉ nhận thanh toán PayPal đã đúng chưa, kiểm tra lại đúng chưa. Đúng anh à, Ừ, thôi quan trọng cái địa chỉ nhận thanh toán đúng là được cứ địa chỉ thanh toán đúng là tiền tiền nó về là được, rồi. còn lại kia không cần biết. Tuyên là bây giờ nó đang đi học hay đang làm gì? Nó chuẩn bị đi đi lịch đây đây anh hàng đi fan nói chuyện đây đây mà chào anh Chào nha. anh, chào sao em không mở kênh YouTube đi Tuyên ơi, mở kênh YouTube, sao em mở kênh YouTube Tuyên Tô Vlog đi, cạnh tranh với anh Sung chứ còn gì nữa. Hai anh em là anh em họ hay em ruột vậy? À, xóm anh ạ, nhà nó ngay bên này. Yeah.
Mở kênh YouTube đi Tuyên ơi, em thấy thằng Sung nó kiếm tiền âm ầm như này, em suốt ngày bị nó cắt Nhưng quần, bị nó dội nước. mà nó gái vui. À thằng này giỏi gái gú, thế rồi gái gú cũng được, nếu mà giỏi gái gú thì cố gắng kiếm con của chủ tịch tỉnh như đấy mà tán thì đỡ YouTube nó khổ ra. Anh nói quá cho Thì đúng rồi còn đấy gì nữa, đã giỏi về nghề tán gái thì chơi lên tận con gái chủ tịch tỉnh chứ nào. anh ở doanh thu dòng từ quảng cáo trực tiếp Thì anh thu dòng từ Google là cái bình thường đúng không, cái quảng cáo vạch vàng đúng không, còn cái dòng vâng. ấy, do anh thu từ quảng cáo trực tiếp ấy là khi nào mà nếu mà có nhãn hàng nào mà nó liên hệ với BBTV ấy mà nó Vâng. là tao đặt quảng cáo trực tiếp ấy, cái quảng cáo tiếp này nó đắt gấp 10 lần so với quảng cáo mà ngẫu nhiên của Google. Vâng. Tiếp là nó target chính xác trên các kênh trực tiếp, ví dụ nó bảo là bây giờ tao có một cái thương hiệu ví dụ đồ uống thể thao chẳng hạn, ha, tao muốn vào Việt Nam, mày tìm cho tao 10 kênh mà đối tượng khán giả là con trai từ khoảng 15 tuổi cho đến 25 tuổi. Thế là BBTV sẽ chọn ra 10 kênh giống như kênh của em. Xong rồi quảng cáo chỉ chạy ở trên 10 kênh đấy thôi. Cái này là phải có người vào xong rồi cài đặt rồi này nọ mà sẽ đặt rồi ấy riêng nha. À thế 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 này thì anh nói thế này thì em lại nhớ đến MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng vừa ra rồi, Như nào? chạy quảng cáo gấu Việt hay sao anh? À thế à? Nhưng mà nó ở trong Bởi vì clip luôn à hay sao? Anh có xem xem rồi. video xem lần nào nó cũng hẹn quảng cáo gấu Việt đi, nó thầu thầu Ồ thế video à? đấy chỉ Ồ thế rồi. à? Anh không biết. À, tại vì chắc tại vì anh ở bên này mà. Giờ anh đang thử vào xem nó có Ok go xem. go Hãy trao cho anh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy, anh nhớ anh xem bài hát này một lần rồi mà có thấy quảng cáo. If you manage a team, you have to try Quảng monday.com. cáo tiếng Anh nha. Chắc là nó chạy ở Việt Nam rồi đúng không? Chắc chỉ target khán giả Việt Nam thôi. Thì cái kiểu mô hình của nó là tương tự như thế đấy. Target chính xác trên video hoặc trên kênh, trên đối tượng khán giả. Nhưng mà cái đấy kiểu ngẫu nhiên được cái cài đặt vân vân hiểu không? Nha, rồi còn cái tiếp theo là cái mà quảng cáo tích hợp thương hiệu thì em làm nhiều rồi chắc em biết gì. Quảng cáo tích hợp thương hiệu là giống như Pega này, Pega bảo em làm này xong ai trả cho một video bao nhiêu tiền này. Vâng. Clip cũng được tài trợ bởi PrintUp. Sau khi xem hết nội dung của video, các bạn sẽ biết tại sao cần phải đăng ký ngay tài khoản của PrintUp và các bạn có thể sử dụng link ở dưới phần mô tả. Thế nào có nhãn hàng nào cần bảo đưa sản phẩm để Sung đưa vào trong video thì sẽ từng trường hợp riêng, từng video riêng, tính tiền riêng. Rồi ra em bấm bấm phí thải. Yes.